Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 23 tháng 4 định kỳ VTV tiền và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang tăng dần. Dự báo từ ngày mai đến ngày 26 tháng 4, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ. Có nơi trên 39 độ, riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ, độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 đến 60%, thời gian nhiệt độ cao trên 35 độ từ 12 giờ đến 17 giờ. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang, nên trong đêm nay ở Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều. Sáng đến ngày mai, miền Bắc có nắng về trưa và chiều ở khu vực phía Tây, còn ở khu vực phía Đông trời nhiều mây nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên mức từ 25 đến 28 độ. Lưu xuống ở khu vực miền Trung, trong đêm nay và sáng ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn còn có mây nhiều, nền nhiệt đêm vẫn ở mức từ 21 đến 23 độ. Đến trưa chiều ngày mai, trời chuyển nắng làm cho nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên ở mức từ 27 đến 30 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng từ sớm nên nền nhiệt trong ngày duy trì ở khoảng mức từ 31 đến 33 độ. Lưu xuống phía Nam, ngày có nắng từ sớm với cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên tăng lên mức từ 31 đến 34 độ. Nắng nóng bắt đầu xảy ra cục bộ ở một vài nơi, còn khu vực Nam Bộ với nhiệt độ cao từ 34 đến 36 độ. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ như các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang thời tiết trên biển, ở cả hai khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn duy trì trời không có mưa, thời tiết tốt,